Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều của ngày 30 tháng 12 năm 2023. Như chúng ta biết, ngày hôm qua thì Nga đã có một cái đợt tấn công rất là khủng khiếp vào các cái thành phố cũng như là các cái trung tâm, các cái căn cứ, các cái tổ hợp, nhà kho, bến bãi, rồi những là sân bay, vân vân, là gây thiệt hại rất lớn cho Ukraine. Nói trả đũa cái vụ một cái tàu tấn công cũng được, mà nếu mà nói là gọi là đánh trận tất niên năm 2023 thì cũng được. Tóm lại là cái gì? Tóm lại là Tổng tư lệnh Zelensky thừa nhận là rất nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu đã bị tấn công, như các kho nhiên liệu, các nhà máy sản xuất tên lửa, nhà máy sản xuất UAV, nhà máy về sửa chữa xe tăng, xe thiết giáp, kho đạn, sân bay, nhà máy, các cái trung tâm huấn luyện, rồi các tập cứ điểm, tức là tập kết của lính đánh thuê, vân vân và vân vân, nói chung là rất nhiều. Và bên Ukraine nói là cũng đã bắt được rất nhiều gọi là tên lửa và UAV, nhưng mà thừa nhận rằng tất cả các loại Kinzhal hoặc là tên lửa KH-22-32, rồi S-300 hoặc là Iskander hoặc là KH-31P, KH-59 thì đều không có cái nào là chặn được hết, tức là tất cả đều trúng mục tiêu. Và chúng ta biết lúc đấy thì Nga cũng đã ra ngoài Biển Đen với hai cái tàu ngầm và một tàu, tức là khu trục đô đốc Makarov, đã phóng 16 cái Kalibe. Trong số đó thì chúng ta biết Kalibe là nó có khả năng nó bay khoảng 1.500 cho đến 2.500 km, và cái đầu đạn của nó là 400 đến 500 kg, tức là khoảng nửa tấn, và bay với Mach 3, tức là gấp 3 lần với tốc độ âm thanh. Thì phát ngôn viên của lực lượng không quân Nga là của Ukraine cho biết là Nga đã phóng 300 tên lửa hành trình siêu thanh từ khi mà có cái chiến dịch đặc biệt. Nhưng mà riêng cái hôm qua thì chúng ta biết là tổng cộng là 158 tên lửa các loại và không thể bắn hạ được. Thì loại tên lửa KH-22 mà có tốc độ khoảng 4.000 km/h và bắn tới mục tiêu theo một quỹ đạo đạn đạo. Đạn đạo thì chúng ta hôm trước chúng tôi cũng đã phân tích rồi. Nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu thì chúng tôi sẽ nói lại cái chỗ thế nào gọi là tên lửa đạn đạo. Và việc đánh chặn thì rất là khó khăn, cho nên đánh chặn hiệu quả cũng như các tên lửa như vậy thì cần có các hệ thống như là của phương Tây đó, thí dụ như là Patriot hoặc là SAM-PT thì mới có thể đánh chặn được, còn nếu không thì cứ thế là ăn đạn thôi. Thì chúng ta biết là hôm trước là Nga đã đớp phát cái Patriot rồi, đau lắm mà không dám nói, nhưng mà tự nhiên lại nói lên 60 sĩ quan và binh lính, trong đó có 15 NATO, cái thứ là trong cái khẩu đội, thì người ta biết nó là Patriot rồi. Và cũng từ đấy thì từ mấy ngày này thì chúng ta cũng thấy vắng bóng các cái máy bay, nhưng mà bây giờ máy bay bay cũng có thể bay được, nhưng mà có cái là Nga cũng để dành, chắc là cũng Tết nhất là cũng phải chơi tí đại khái đấy. Thì cái quan chức của Ukraine nói là một cái phiên bản nâng cấp KH-22 là cái loại tên lửa KH-32, cho nên chúng ta hôm nay chúng ta nói là 22 và 32, tất cả cái phiên bản mới này thì cũng được sử dụng trong cái cuộc tấn công vừa rồi. Thì cái ông Ukraine thì ông cũng thừa nhận cái phòng không của Ukraine bất lực hoàn toàn trước cái hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal và Iskander, cũng là S-300 như chúng ta mới nói, và đồng thời nhấn mạnh rằng các cái hệ thống phòng không như SAM-PT và hôm qua thì cũng nói rằng là trong tuần qua các lực lượng của Nga cũng đã thực hiện 50 cuộc tấn công như vậy, mà theo nhóm, theo khu vực, và một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác cùng với cái máy bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine. Và đặc biệt là sáng 29 tháng 12 thì quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công kết hợp tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Chúng ta biết là các cái UAV đấy là nó bay là nó nhiễu, mà cái Shahed này của Iran nói rất tốt. Và các vụ nổ đã được báo cáo tất cả các thành phố như chúng ta đã nói hồi sáng, tức là Kiev, Kharkov, Lvov, Dnipro, Odessa. Còn Ukraine thì mô tả đây là một cuộc tấn công lớn chưa từng thấy từ khi xảy ra xung đột đến nay, và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
cũng như Liên Quốc lên tiếng chỉ trích Nga đã làm 31 người chết, 160 người bị thương. Trong khi đó cũng ngày hôm qua là Israel đã tấn công người dân Gaza chết 200 người thì không thấy ai nói gì cả. Thì KH-22 là cái tên lửa tầm xa do viện thiết kế Raduga của Liên Xô cũ phát triển, thì nó có tầm bắn chỉ 600 km thôi, tốc độ tối đa là 5.600 km/h, vận tốc siêu thanh đạt Mach 4. Chúng ta cứ nghe cái từ Mach 4 thì thông thường nó là khoảng 4.000 km/h, nhưng mà nó hoặc là cao hơn các bạn nhé. Ví dụ nó Mach 3 là chúng ta biết là nó phải 3.000 hoặc 4.000 km/h, Mach 8 là nó phải bay cỡ 9.000 km/h. Thế đây được xem là vũ khí tiến công chính của cái oanh tạc cơ Tu-22M3. Thì hôm qua là coi như là báo chí Ukraine bảo bắn rơi được cái Tu, cái máy bay oanh tạc Tu-22M3, sau đó rút lại luôn trong vòng 1 phút, thấy nó dị hợm quá, thấy nó gọi là cái gì, nói phép mà coi như là nó không có căn cứ đấy, nó gọi là cái gì, đại khái là các bạn tìm từ cho thôi. Trong đó thì mỗi máy bay thì mang tối đa là 3 quả đạn dưới cánh người dưới thân, thế mà đòi chơi sơi được. Mà ông này ông bắn là ông bổ nhào, ông bắn là coi như là từ rất là xa chứ không phải là gần. Điều sáng chúng ta đã phân tích rồi. Thì tên lửa có hai chế độ tấn công là ở hai cái độ cao khác nhau. Ở chế độ bay thấp thì nó đạt độ cao tầm khoảng 12 km, bổ nhào xuống mục tiêu với tốc độ là khoảng một mắt mắt 1.2. Và tại độ cao cuối cùng dưới 500 m ấy, thì tại độ cao này thì chúng ta biết là nó sẽ đạt cái độ cao ở trần bay là 27.000 km và tạo ra một tốc độ lớn để bổ nhào xuống mục tiêu với tốc độ của giai đoạn cuối là đạt Mach 3,4, tức là 3,4 thì chúng ta cứ cho là khoảng 4.000 km/h. Đấy, những cái loại máy bay như vậy thì làm sao mà đỡ cho được. Thì trong cái đêm hôm rồi thì Nga cũng đã không thực hiện các cuộc tấn công tên lửa trong một thời gian dài, mà chỉ sử dụng máy bay không người lái cảm tử để tấn công các mục tiêu quân sự trước Ukraine, làm cho giới chức Kiev bây giờ rất lo ngại vì không rõ lúc nào thì Moscow sẽ nối lại các cuộc tấn công như vậy, hay là đêm nay hay là đêm giao thừa. Thì trung tâm báo chí phối hợp chung của cái lực lượng phòng vệ của miền Nam Ukraine thì hôm thứ Năm ngày 28 tháng 12 thì cho biết là hải quân Nga đã đưa 3 cái tàu ra ngoài. Thì hôm sáng thì tôi cũng có nói là có mấy tàu của Nga là nó đang ở Biển Đen nó bắn, thì có một số bạn comment nói là không dám ra. Vâng, báo cáo là ra 3 chiếc thôi, trong đó là có 2 chiếc tàu ngầm, chiếc khu trục đô đốc cũng đã chúng ta nói rồi là Makarov. Thì có 16 tên lửa đã bay lên, và chúng ta biết rồi, riêng nó từ Kalib mà nó bay lên thì rất là khó đỡ, và Ukraine là không loại trừ khả năng là có thể tấn công các hạ tầng của cảng Odessa và các cái cảng trên sông Danube. Danube thì chúng ta biết là có 3 cảng rồi, không chỉ bằng cái tên lửa hành trình mà có thể bằng cái máy bay không người lái. Thì Kalib là một cái tổ hợp tên lửa hành trình đa năng, cái này chúng ta hồi xưa chúng ta đã nói rồi, nhưng mà bây giờ nó cứ mỗi lần nó đem ra nó xài thì chúng ta nói tiếp thôi. Do phòng thiết kế Novator phát triển được thiết kế sử dụng nhiều đầu đạn khác nhau, cho phép tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau trên không, trên đất liền và trên biển. Tức là một cái Kalib nó bung ra là các bạn biết là mỗi thằng lo việc. Đấy. Có thể là lo rất nhiều việc, có vài ông chơi ngoài biển, vài ông chơi trên không, vài ông chơi ở dưới đất. Đấy là đi ra mặt trận. Cho nên tùy về từng biến thể mà tên lửa nó có chiều dài từ 6m cho đến 8,9m, tức là gần 9m, và đường kính của nó là 533 mm, tức là hơn nửa mét. Hiện nay Kalib được coi là một trong những vũ khí chủ lực của Nga với tầm bắn khoảng 1.500 đến 2.500, thì chúng ta cũng đã nói rồi. Thì Kalib được trang bị hệ thống định vị bằng vệ tinh GLONASS và dẫn đường quán tính cùng với đầu dò radar ARGS có tầm hoạt động khoảng 20 km, và có thể bắn chặt mục tiêu có độ phản xạ radar lớn. Được biết thì cái đầu đạn tên lửa, cái dạng mà radar chủ động này thì cho phép tên lửa có thể tấn công chính xác các mục tiêu, dù GPS bị gây nhiễu thì nó vẫn cứ lao tới mục tiêu. Thực ra là Nga bây giờ vừa đánh là vừa coi như là để thử, để tìm các loại và để hoàn thiện các cái của mình, nhưng mà thực tế là gần như cái đợt đánh vừa rồi là nó không bị suy chuyển gì, tức là đạt chuẩn hết các bạn nhé. Bởi vì cái loại KH-101 của Nga thì nó có khả năng nhả mồi bẫy
bẫy hồng ngoại ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Thì đây nó cũng là một cái đột phá trong cái lĩnh vực công nghệ quân sự. Thì ban đầu người ta cho rằng là nếu mà việc nhả cái mồi bẫy này á, được kích hoạt sau khi mà tên lửa bị hệ thống phòng không đối phương bắt được, đấy, tức là bắt được, là cái radar bắt được đấy, nhưng sau đó thì nó có thông tin cho rằng quá trình này có thể thực hiện tự động sau một thời gian nhất định, hoặc khi tên lửa đạt đến tọa độ cụ thể nơi mà hệ thống phòng không đối phương rất có thể đã được định vị, đấy, tức là đã định vị được rồi đấy. Thì tên lửa KH-1 này nâng cấp là có thể được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử Everdrop trong cái băng tần mà cái băng tần là GXKU được thiết kế để ngăn chặn các đường tiếp nhận. Nó có thể đạt tốc độ bay hành trình là 700 km/h và lao tới vùng mục tiêu với tốc độ là 970 km/h. Mỗi quả tên lửa mang được đầu đạn khoảng 400 kg và có một loại nổ mạnh có thể xuyên phá và nổ trúng. Thực tế thì Nga đã triển khai cái phiên bản KH-101 này trang bị các cái biện pháp đối phó phòng không từ đầu năm, trong bối cảnh mà Ukraine được viện trợ một loạt các hệ thống phòng thủ phương Tây. Một số cái tin tức khác thì chúng ta biết là Anh vừa gửi 200 cái tên lửa phòng không chủ Ukraine, tức là cái phòng không bây giờ rất là quan trọng các bạn nhé, nhất là sau cái vụ tập kích rồi cái là càng quan trọng. Ukraine cũng đã trả đũa tập kích các lãnh thổ của Nga bằng các cái UAV và tên lửa vào các cái tỉnh Bryansk, Belgorod, Kursk, Oryol, Moscow, và bên Nga đã chặn được 32 UAV. Thì đây chúng ta biết đây là Bryansk, đây là Bryansk, đây là Kursk, đây là Belgorod, đây là Oryol và trên này là Moscow. Trên này thì các cái tập kết này thì nó cũng gây một số cái thương vong cho người Nga cũng như là một số các cái tức là cái cơ sở dân sự. Ông Duda, tổng thống của Ba Lan, thì hôm qua sáng chúng ta nói rồi đã triệu cái đại biện lâm thời của Nga, tức là đại biện không phải đại sứ các bạn nhé, tức là thí dụ như trong một cái đại sứ quán thì nó có rất nhiều đơn vị, nó có bí thư sứ quán rồi bí thư về lãnh sự tức là giải quyết các cái sự việc, rồi thí dụ như là có các đại biện, ví dụ đại biện về văn hóa, đại biện quân sự hoặc có các cái tùy viên, thì đây là triệu tập là đại biện tức là về bên về quốc phòng đó, quân sự đó, thì đề nghị giải thích cái vụ tên lửa bay qua không phận. Thì là coi như là Nga tuyên bố là Nga không có giải thích gì hết, bởi vì là ông đưa bằng chứng đây. Đấy, chỉ cần bây giờ tự nhiên ông bảo là tôi qua tôi đánh ông đâu, bây giờ tôi đá bóng, ví dụ như là cái gôn này, cái gôn nó nằm ở đây, thì bây giờ tôi đá nó qua bên đông rồi nó bay vào gôn này, thế thì bây giờ ông là bạn đi đánh ông hoặc là như thế nào, thì ông phải tung cái bằng chứng ra và ông chứng minh là tôi đang tấn công ông. Đấy, đây bây giờ nó đá kiểu như Quang Hải với lại Messi này mà cứ bảo là coi như là tấn công ông, mà tấn công vào đâu. Đấy, rõ ràng nó là bên đại biên giới. Đấy, nó là bên đại biên giới, còn nó bắt đá vòng qua đấy, thì bây giờ nếu ngay cái vòng này ông cũng phải chứng minh cho tôi này, chứ không phải là tự nhiên ông nói là tôi tấn công ông thì giải thích cái gì, bằng chứng đâu. Còn ở Mỹ thì chúng ta biết là vừa rồi lại vượt mặt quốc hội là tiếp tục là bán vũ khí cho Israel lần thứ hai, trước đây cũng vượt mặt một lần rồi, khoảng 147 triệu, chắc có lẽ là bên đấy cũng đang cần, đang thiếu gì đấy, cho nên là bây giờ là cứ ăn rồi là cứ bán xong báo cáo đấy, cứ xong rồi báo cáo sau thì cái bài đấy. Thì cái này là chúng ta thấy thì cũng là thế, tình hình đã khó rồi. Thì còn trong cái tình hình mặt trận của từ sáng đến giờ thì chúng ta cũng không thấy nhiều cái gì mới, nhưng mà hiện nay cái khu vực trục Kerinki này thì Nga cũng tiếp tục là đánh bom vào hai bên, pháo kích hai bên, tức là thứ nhất đấy là để cho sợ là không có qua, nếu có thì là cứ bắn qua đấy, cứ tập kích vào cái chỗ mà nó tập kết đấy là không qua, còn bên này lỡ qua rồi hoặc là có một số anh nào mà đang lẩn trốn, đang lết ra cái ngoài cái gọi là cái ngoài sông, cái roi đất này để mà cầu cứu thì cũng truy quét luôn, cứ bắn vào trúng nào trúng, chứ không cần thấy mục tiêu các bạn, bắn loạn hết cái khu vực này hai bên. Khu vực này là vậy thôi. Còn cái khu vực chỗ Robotina này thì chúng ta thấy là cũng toàn súng đỏ thôi, không có thùng súng xanh, tức là
Nga cũng đang truy quét, bây giờ dùng xe tăng đang truy quét đây các bạn nhé, giống như lúc sáng này, các chỗ nào đánh được là đánh thôi, thì cứ dâng lên bên kia là chạy thôi chứ còn không có. Bây giờ tiến công cái gì nữa, phòng thủ cái người ta, chúng ta biết là các cái hệ thống phòng thủ của Nga ở đây thì chúng ta biết là coi như là biết bao nhiêu là cái tuyến phòng thủ mà đã chưa qua được một cái tuyến nào hết, mà bây giờ mà còn đánh đấm cái gì nữa. Bây giờ các ông lo bên này, các ông lo đi, đã lo bắt trước đi. Chứ còn bây giờ Nga thì từ sáng tôi phân tích rồi, cái Orikhov đây này, ô tô nó đi vào, nó đi từ đầu đường đến cuối đường mà không bị vật chứng ngại nào hết, thì cái này là cái điểm, này là điểm hẹn đây. Nhưng mà cái này là cũng khéo cẩn thận là bẫy đấy các bạn nha, bởi vì mà đi vào mà thoải mái thế là coi như là bẫy đấy. Cho nên nếu mà muốn chiếm hết toàn bộ các cái khu vực này thì rõ ràng là anh cũng phải sơi sơi hết thôi đó. Anh buộc anh phải lấy hết cái khu vực này. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn đang đánh nhau ở trong khu vực này các bạn nhé. Tất nhiên là nó đang truy kích truy quét thôi, đang nấm dần ra thôi, còn đâu phải là còn nhiều thằng còn đang lang thang trong này. Mà hôm nay cũng cả gan thì sáng từ sáng nay cũng có một cả gan một có một chiếc đi xuống đây được chứ đấy, rồi cuối cùng là Nga đánh nhưng mà nó quay đầu chạy các bạn nhé. Đấy, cái lúc nãy là đánh là quay đầu chạy lại chứ nó không, không 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 đánh xuống, mà không biết qua về đâu Nga lại không xung sơi cái xe tăng này đấy. Nhưng mà lực lượng bộ binh Nga hiện nay là bắt đầu tràn ngập, đang chiếm các cái vùng đất này rồi, khi nào chiếm tới đâu cắm tới đấy thì lúc đấy ta mới thấy đỏ, chứ còn bây giờ vẫn là cái dạng vẫn là đang giao tranh này, vẫn đang truy kích này. Đấy, đang tiễu trừ, đang dùng từ là tiễu trừ những ai còn lại vãng ở khu vực này thì là sẽ bắn. Bây giờ chúng ta đi tiếp đến cái khu vực mỏ Vremica. Đây, khu vực này. Thì chúng ta thấy cái mỏm này, mỏm Vremica này. Đấy, thì là nó hôm nay là Nga đánh cho Urasne, cái này phải view to rồi các bạn mới thấy Urasne ở đây. Đấy, Urasne. Thế thì đây là Urasne, thì Nga đang đánh bằng xe tăng và bỏ bom. Chỗ này thì Nga có bỏ bom nữa. Tức là Pháp 500, Pháp 1.500. Và như hôm qua chúng tôi nói là Nga sẽ đánh lên cái chỗ Velika Novosinki, là để mà nó tương tác với cái chỗ mà bên Novomikhailovska đánh đồng loạt lên đấy. Thì hiện đang thì chưa lên đến đây đâu, nhưng mà tức là chúng ta biểu tượng nó sẽ đánh lên như vậy, cái hướng như vậy, thì là trên kia thì cũng đánh và dưới này cũng đánh. Thì đây là đang đánh bom và trên này là pháo kích và bom. Hiện nay cái chỗ mà Priuta thì nó bên này, còn cái chỗ mà Staromajer đây thì Nga đang đánh cái chỗ gần cái bờ sông. Cái bờ sông ở đây nó có hai, có con sông này và nó chỗ này nó có trẻ ra một con sông phía này, tức là từ Staromajerska mà đi xuống dưới này phải qua một con sông nữa các bạn nhé. Nên các bạn nào theo dõi thật lâu rồi các bạn biết. Rồi chúng ta đi qua cái khu vực này cũng chưa ăn thua, vẫn nói chung là sao nào, không có cái thông tin gì mới, chỉ có cái khu vực trên này là còn Nga là đang muốn tính đến là cái chỗ khu Krakova này. Thì cái chỗ này cũng đang tiến dần đấy thôi, chứ cũng không có một cái thông tin gì mới. Tại khu Kharkova này thì Nga cũng đang đánh các loại bom đấy, bom Pháp 500 đến 1.500, xuyên phá các cái hệ thống phòng thủ ở khu vực này. Tại khu vực Anivka thì phía trên này chúng ta nhiều hồi sáng thôi, nó cũng chưa có gì mới hết. Chỉ có một cái video lính của Ukraine là tại cái khu vực ngoài này. Đây khu vực ngoài này đấy các bạn, đấy nó cũng trong cái tuyến mà đi Semeneka rồi Arlovka đi vào đấy. Từ sáng là anh gì là anh bảo anh đứng đây, hôm qua là anh đứng cái chỗ này. Thế thì cái khu vực này nó quay một cái video mà có một cái lính Ukraine đang ở trong dưới gia tộc Hào, đang ở dưới chiến Hào. Và anh cầm có cái súng thôi, hỏi là thế bây giờ đến đây làm gì, bảo bây giờ nó bắt đi lính, nó bắt ra đây thì phải ra thôi. Chứ mà có súng không, mà không phát súng, mà cứ ra đây, thế ra đây để làm gì. Thế nó bảo tôi chả biết tôi làm gì hết. Thế rồi ra đây mà lỡ mà gặp lính Nga nó bắn thì sao, thì bây giờ tôi hạ tôi chứ làm sao được. Nó cầm có cây gậy đấy các bạn nhé, không có súng. Thì chúng ta xem cái video đây là chúng ta không hiểu thế nào, là phòng thủ hay như thế nào đây mà lại cầm cây gậy đấy. Cây gậy chỉ đi đánh rắn thôi chứ còn đánh làm sao mà với súng được. Thì cũng không hiểu thế nào cái chỗ này. Còn chỗ Stepura này thì bên Ukraine bắt đầu nó đang muốn lấy nốt cái chỗ phía bên này của Nga, nhưng mà chắc là Nga cũng nhường trận địa thôi chứ Nga cũng, tức là miễn sao mà giữ cái hai đường sắt thôi chứ còn
vào đây đối với Nga bây giờ tôi nói thật là có thể dùng từ sợ cũng được, cứ vào là chết thì vào làm gì, nó vào cái ổ của nó không vào thôi, cứ cho nó hoặc là kìm chân nó lại thôi, chứ không có rút chạy, nó có thể kìm chân lại, cứ đấu qua đấu lại đấy thì nó bắn vào chết chết cả. Chứ còn Nga mà vào đây thời điểm bây giờ là không hợp lý, bởi vì là ba bốn lần anh vào đây là anh bị, tức là bị rất là nặng rồi, bây giờ mà anh cứ vào nữa thì coi như là hóa ra là anh không biết nghĩ, hay là nguy hiểm lắm. Thế còn cái chỗ này thì chúng ta thấy là nó cũng đang vận động như lúc sáng thôi, cũng đang theo về hướng phía trong này. Còn tại khu vực phía Nam thì Nga đang trang bị một số cái chế tác điện tử ở các khu vực này. Thì chúng ta biết là nó trên cái nóc xe của các nóc xe tăng hay xe bọc thép hay xe bộ binh chiến đấu của Nga là đều được gắn cái hệ thống để áp chế điện tử để cho nó làm nhiễu các cái khi mà UAV các thứ nó lao xuống là bị chạy. Đấy. Và đồng thời là Nga cũng đang chế tạo ra các loại UAV nó có súng các bạn nhá. Đấy, có súng là có thể là tự động bắn luôn cái UAV của đối phương, tức là UAV trị UAV đấy. Đấy. Thì hiện nay là bây giờ năm tới này chắc có lẽ là chiến đấu chủ yếu bằng UAV chứ không phải là tên lửa hay là xe tăng đâu. Rồi hiện nay thì Nga cũng đang nâng cấp một số cái loại tên lửa, nó gọi tên lửa hoa hậu Shevchenko đấy. Hiện nay là Nga cũng đánh ở cái chỗ phía đông bắc hôm ngày hôm qua là cũng đánh thử là coi như cũng ngon lành. Đấy, coi như chỗ Kiev đấy các bạn. Kiev trên này nó có chỗ Shevchenko đó, đâu phía đông bắc này. Vực này. Chúng ta cũng biết thế thôi, tức là đã sử dụng các loại tên lửa mà từ thời Liên Xô bây giờ cải tiến mà coi như đánh cũng rất hiệu quả. Nó tóm lại cái khu vực này nhưng mà thôi nó cũng không quan trọng, chúng ta tìm nó mất thời gian. Cái khu vực chỗ Jasotka này thì chúng ta biết là chỉ có chỗ Bohdanovka là hiện nay đang đánh, chúng ta thấy là tình hình nó vẫn như vậy thôi, cũng không có gì nó thay đổi, vẫn chưa ra tới được ngã tư đường sắt. Còn riêng cái chỗ Bohdanovka đây thì chúng ta thấy là đỏ cũng đã nhiều đây rồi, thì nó cũng vẫn là cái tầm là 40% chứ chưa có lên hơn nữa. Thấy này. Thì coi như được cái phần này. Còn riêng cái chỗ khu vực này thì Nga đang tức là pháo kích vào cái lực lượng Ukraine đây. Tôi thấy cái sọ đầu lâu màu xanh ở khu vực này. Đấy, tức là các cái lực lượng đang kháng cự và đang đang muốn tức là đánh cũng muốn đánh tạt ra đấy, thì bắt đầu lại bị Nga Nga đánh vào cái pháo kích các bạn nhé, chứ không phải là bộ binh đánh nhau. Vậy thôi, còn phía trên này thì chúng ta thấy là như buổi sáng chỗ đây Spinner, chỗ này là chỗ này nó chính xác là nó phía dưới hồi xưa là nó đi xuống phía dưới này xong nó đánh ra ngã ngã đôi đúng không ạ, Brestova là đánh đôi qua chỗ này, thì cái khu vực này thì vẫn vậy, khu vực này thì cũng không có thông tin gì. Còn khu vực này là Ivanovka và khu vực này Shinkovka thì chúng ta biết là Nga bị vũ đau quá, hiện nay thì cũng đang các cái lực lượng gọi là bão đó, bão và cái trinh sát thì nó đang trà trộn lẫn lộn phía trong này rồi, thì không biết lúc nào sẽ đánh cái chỗ Shinkovka. Thì chúng ta nói rồi, cái khu vực này là nó Nga đang yếu thế hơn tất cả cái khu vực này, như thế này thì chúng ta nói đây, ví dụ đây thì chúng ta nhìn đây là đây đây Shikoka, đây Kupiansk, đây là cái sông Oshko đi ven theo đây. Đây, chỗ này rất nhiều sông suối. Đấy, thì cả cái khu vực này như vậy, kể cả cái Siret này luôn thì Nga, đấy, tôi nói ví dụ đây. Đấy, cái khu vực này thì 50-50, không hơi không không 50-50 đâu, Nga từ trên này trở lên này, Nga yếu hơn này. Yếu hơn, còn cái khu vực trên này, dưới này thì Nga đánh tốt hơn. Đấy. Barova đây, các bạn nhớ rồi. Đấy, Barova. Đây có chỗ này có Shinkova, chúng ta nhớ rồi. À. Còn cái khu vực này nó là đây là Terni đang đánh nhau cái chỗ mà gần cái sông này đây. Còn chua được này Nevsky. Đấy. Tất cả các khu vực này đánh rất là tốt. Ngoài ra là các cái chỗ Tosca này sẽ đánh ra ngoài này, còn Siberia xong rồi nó mới đánh ra ngoài này. Thì tóm lại là Nga là phải lấy phía dưới này. Lấy được luôn trên này thì quá tốt rồi. Nếu mà lượng các cốt thì không vấn đề lúc nào thôi, chứ còn nếu mà đánh các cốt thì đương nhiên ông Kupian này thì nó là nằm trong rõ rồi, phải đánh trước ông này đấy. Thì hiện nay khu vực này như vậy thì muốn lấy đây cái phần vùng xanh xanh này, muốn lấy nốt thì là phải đánh được hai cái ông này nữa. Thì chúng ta nói nhiều lần rồi, chúng ta chỉ điểm qua chúng ta nhắc lại hai cái ông này là phải lấy đấy, xong thì là hết. Thì còn trong cái Izum này thực tế là cái hồi năm ngoái, cái hồi mà bắt đầu chiến dịch là Nga đã lượm được rồi đấy, Izum, Kiev, đủ thứ là lượm hết rồi.
bây giờ tự nhiên là mất lại, bây giờ đi đi đánh lại lấy lại. Vậy thôi thì tóm lại là cái hôm nay thì chúng ta chỉ nói về một số cái loại tên lửa của Nga đấy, là kể cả tận dụng và kể cả những cái mới và kiểm tra cái hệ thống phòng không của Ukraine thì rõ ràng là biết bao. Bên kia thì cũng nói rất hay, nói cũng là bắt được là coi như là gần 70%, nhưng mà bây giờ thấy là toán này là tàn nát hết chỗ đỏ chỗ kia rồi, thì như vậy là lọt lưới rất là nhiều. Rồi Zaluzhny cũng thừa nhận là đếm là 10 loại tên lửa của Nga, 10 cái tên thôi chứ không phải 10 quả các bạn nhé, 10 cái tên loại loại tên lửa là không thể đánh chặn. Đấy. Trong khi đó có một ông Patriot này đang vội vàng đang kéo về, thì kéo về Kiev thì bị phang luôn chỗ Kherson rồi. Đấy. Còn Odessa trước tôi nói có một cái là hiện nay là nó bị bốn cái rồi chứ không phải là một hai cái rồi các bạn nhé. Tôi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn lúc 22 giờ bản tin nói chuyện thế giới qua quả địa cầu, tôi đổi sang 22 giờ các bạn nhé. Cảm ơn và chào, bye bye.